Hello, mọi người đã quay trở lại với Vietcan Animation và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật tiếp theo mà mình vừa mới hoàn thành, vừa mới làm xong. Đó chính là nhân vật Anubis. Thì nếu như các bạn nào có lên cái website vietcananimation.gumroad.com thì các bạn có thể tải nhân vật này về với giá từ 7 đô la trở lên. Thì với phiên bản 7 đô la thì các bạn có thể sử dụng vào cái mục đích cá nhân, có thể là học tập và rèn rèn luyện các kỹ năng về animation của mình. Thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về mặt kỹ thuật của nhân vật này, và thông qua video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các tính năng của nhân vật này. Thì về nhân vật này cũng không khác gì nhân vật Sparta ở phần trước mà mình đã làm. Thì dựa trên bộ rig là Advanced Skeleton, và cái model này thì mình đã dựng khoảng một thời gian. Thì mình sẽ giới thiệu từ từ trên xuống dưới. Thì khi mà các bạn tải về, các bạn sẽ có một cái thư mục tên là VI Anubis. Thì sẽ có phần scene, phần tester. Phần scene này á sẽ có một cái file là file MEA tên là VA Anubis. Phần tester thì nó sẽ chia theo thư mục và của các object riêng, ví dụ như phần cơ thể, phần thắt lưng, phần mắt, phần phần ngực, phần giáp ngực. Nói chung là tất cả những cái mà tester chúng ta đều 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 có cái folder riêng. Ngoài ra ở trên cái trang là Việt Anh Animation Store này nè, các bạn có thể tải cái HDRI Lite, cái này hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Thì khi đó là các bạn có thể là sử dụng cái, khi các bạn tải về các bạn có thể reference cái HDRI này vào trong cái file của mình để nó có một cái ánh sáng. Thì cái ánh sáng tự nhiên khi mà không có HDRI á, thì nó sẽ tối như thế này, thì nó không có thể hiện hết được cái texture của chúng ta. Thì khi mà các bạn tải về, các bạn reference vào cái file của chúng ta đang làm á, thì nó sẽ có cái ánh sáng của cái ánh sáng tự nhiên để nó thể hiện hết lên cái texture của cái nhân vật này. Thì đối với cái nhân vật Anubis này nè, thì mình có làm một số cái phụ kiện để cho các bạn diễn animation nó thuận tiện. Thứ nhất là về cái phần tay, thứ hai là về cái phần giáp của cái nón giáp của cái nhân vật này. Cái phần thứ ba mình thêm vào đó chính là cái bộ giáp ngực. Nói là giáp thôi nhưng mà thực tế là nó chỉ là một cái tấm tấm vải quấn quanh cái cổ và cái ngực của nhân vật thôi ha. Thì nhân vật này ngoài ra thì mình có làm thêm một cái tà trước cái quần của nhân vật để cho nó có cái độ thẩm mỹ nó đẹp. Cái thứ hai ở cái phần cái quần thì sẽ là một số cái control để điều khiển cái tà phía sau của cái quần. Ngoài ra thì các phụ kiện khác như là chân tay thì mình làm giống với nhân vật Sparta ở phía phần trước, thì là cố định, nó là một cái gì đó nó cố định luôn ở trên cái skin của nhân vật. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới ha. Thì khi các bạn tải về thì các bạn xài cũng cũng sẽ tự nhiên, giống như là một nhân vật bất kỳ các bạn có thể sử dụng trước đây. Thì mình sẽ giới thiệu luôn cái phần tay của nhân vật. Thì ở đây là mình sử dụng FK để làm điều khiển cái phần tay của nhân vật. Đây, như các bạn thấy khá là linh hoạt. Đây. Các bạn có thể diễn hoàn toàn cái phụ kiện này cho cái mục đích là overlap của nhân vật, để khi mà nhún nhảy á, nó sẽ tạo nên cái độ sinh động của nhân vật. Rồi, cái phần khuôn mặt này thì lát nữa mình sẽ nói sau. Tiếp theo là cái phần ở phía dưới là phần mũ. Thì ở đây á, cái phần này thì mình cái control của nó sẽ giống với lại tóc. Thì để cho các bạn điều khiển dễ thì mình có để những cái control hình cái que mà có cái tròn nó nhô ra như thế này để cho các bạn có thể tìm dễ dàng ở trên cái viewport. Đó, tìm một cách rất là dễ ở trên cái viewport. Đây.
Ngoài ra nhân vật này á mình cũng setup luôn cho các bạn là cái phần mà cái phần đầu cổ này nè, khi mà các bạn xoay á, đây khi các bạn xoay thì các bạn để ý là cái control này nó cũng sẽ đi theo, nó điều khiển, nó đi theo để sao cho mà cái nón của nhân vật nó sẽ không có bị ăn vào cái cổ, cái skin cổ, cái da cổ ở phía đằng trước đằng sau. Thì các bạn thấy kể cả đằng trước và đằng sau luôn nó đều không có bị ăn. Thì mình có set up cái này là vì trong quá khứ là có một số cái trường hợp là chúng ta sẽ phải quay cái cổ đúng không nè, xong rồi chúng ta sẽ phải chỉnh từng cái control này đó để làm sao để cho nó có cái độ thẩm mỹ, tức là nó cái mesh của cái polygon nè, của cái mũ này nó sẽ phải không ăn vào cái da người của cái nhân vật. Thì điều này nó rất là phiền, thì mình đã set up sẵn cho các bạn luôn để các bạn không phải 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 làm. Nếu như mà các bạn nào mà muốn diễn tay mà kiểu giống như là diễn tay cho nó phấp phới á, thì các bạn có thể là thêm key vào được, vẫn được. Ví dụ như các bạn xoay cái cổ ở đây, ví dụ các bạn cái quay cái cổ ở đây đi, đúng không nè, nói là tự động thôi, ở đây nó vẫn không có key đâu các bạn. Các bạn có thể thêm key vào đây đó, các bạn có thể đặt key tiếp, hoàn toàn được nha các bạn. Đây hoàn toàn được, hoàn toàn được đó, nó vừa có tự động mà nó cũng vừa có thể làm được bằng tay luôn. Nó đảm bảo cho các bạn là có thể làm animation cái khu vực này một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Rồi tiếp theo là cái phần cũng tương tự như là cái phần nón ở đây, thì cái phần giáp ngực ở đây nè nó cũng được tự động luôn. Ví dụ như khi chúng ta nâng vai lên đúng không nè, nâng cả hai vai lên đây, thì cái phần mà cái giáp ngực ở đây nó cũng đi theo luôn đó, nó cũng sẽ đi theo luôn. Và tất nhiên là mình có set up một chút thực tế, tức là không có một cái vai nào mà cả vai nào mà đi ra tới đây hết, thì mình chỉ set up đâu khoảng một cái độ nhất định, một cái độ nhất định đó để các bạn diễn animation thôi, chứ không thể nào mà nó ví dụ như đi lố quá như thế này, đúng không nè, đi lố quá như thế này thì nó vô lý. Thì nó chỉ có một cái độ nhất định thôi, cũng không thể nào mà cái khớp xương của chúng ta mà vượt quá được. Rồi đó là cái mà mình nói cho các bạn đó, ví dụ như thế này đó, nó sẽ tự động bẻ ra phía sau. Và cũng giống như cái trường hợp nón hồi nãy, cái những tất cả những cái control này nó đều có thể đặt key được, đều có thể đặt key được đó, cho dù các bạn có bẻ ra như thế nào đi chăng nữa, nó tự động như thế nào đi chăng nữa nó vẫn có thể đặt key được. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn là về phần tay. Ví dụ như phần tay ở đây đó, các bạn có thể đặt IKFK hoàn toàn thoải mái. Đây phần IKFK nó sẽ nằm ở đây. Đây mình sẽ chuyển sang IK cho các bạn nhé. IK đó, đây rồi. Tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần cột sống. Thì ở đây có cái cột sống ở đây thì các bạn mở phần picker này lên của Advanced Skeleton nhé, thì các bạn có thể chọn phần spine ở đây đây. Spine ở đây, đây là FK. Rồi bây giờ nếu như các bạn muốn chuyển sang cái spy IK thì các bạn có thể tăng này lên 10, giá trị 10 này. Đây đây là IK, hoàn toàn có thể rất là linh hoạt, linh động. Bạn có thể vừa làm IK, các bạn có thể vừa làm FK được cái phần cột sống này luôn. Và mình cũng rất là thích cái tính năng IK này. Rồi tiếp theo là cái phần mà hip swinger, đó là về cái phần hông á. Đây mình trình diễn cho các bạn luôn, qua trái qua phải
trên dưới, đây trên dưới, đây xoay hoàn toàn là rất là tự nhiên, rất là tự nhiên và rất là không có một cái vấn đề gì cả. Rồi đối với cái phần mà phụ kiện ở đây là một cái tấm da lót ngoài ở cái phần mà cái bell, tức là cái nịt bằng kim loại ở đây nè, đó một cái đai đó, thì nó sẽ cho các bạn là control, điều khiển control này luôn, đây lên xuống rất là mượt mà. Ngoài ra mình có thêm cho các bạn, cái này là cái thêm cho các bạn đó, để cho nó những cái control này nó sẽ khi mà các bạn gập chân á sẽ gấp khúc lại, đúng không? Hoặc là các bạn diễn gió chẳng hạn, những cái gió mà thổi phất phới á, đây để cho các bạn có thể diễn thoải mái được, rất là tự nhiên luôn, để cho cái animation của chúng ta là nó hết sức là sinh động có thể được. Tiếp theo là đến cái phần chân, thì chân ở đây vẫn mình setup mặc định là nó có IK và SK luôn cho các bạn. Đây chân, đây phần váy ở trên này mình sẽ trình diễn luôn cái phần đây, cái phần skin ở đây. Đó, đối với những cái bạn nào mà thích diễn phụ kiện dành cho nhân vật nó sinh động thì hoàn toàn là có thể tùy tự do để thể hiện đó, tự do để thể hiện. Ví dụ như cái chân ở đây chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái các control. Swivel là liên quan đến cái đầu gối nè, roll liên quan đến cái phần cổ chân nhóm gót của chúng ta, roll đó, roll drop rồi. Và các ngón chân ở đây, đó để cho các bạn có thể thấy là nhân vật này nó khá là đơn giản khi mà setup những cái control như thế này. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói đến phần bàn tay, ngón tay ở đây thì nó cũng sẽ có những cái tính năng như là spread, là giãn hết tất cả những cái đầu ngón tay ra. Rồi đây mình khớp lại đó, cho nó hình đấm đấm. Đó, ví dụ như vậy. Đó, khá là linh hoạt vậy các bạn, khá là linh hoạt. Rồi, ngoài ra thì ở cái phần hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn là về phần khuôn mặt, thì ở đây là một nhân vật mình đã thêm vào các cái control rig để điều khiển khuôn mặt. Ví dụ như ở đây các bạn có thể điều khiển trực tiếp ở trên khuôn mặt của nhân vật luôn như thế này, hoặc là các bạn có thể điều khiển ở trên các bảng panel ở đây, ví dụ như vậy. Đây, đây. Ví dụ như về phần mắt chẳng hạn, phần lông mày, chân mày ở đây. Đó, có thể điều khiển trực tiếp luôn từng cái biểu cảm của nhân vật luôn. Ví dụ như hơi cau mày chút xíu nè, đó, hoặc là hơi nhướng mày thì giống như kiểu ngạc nhiên nè. Đó, nó khá là nhiều control để cho các bạn có thể tự do thoải mái sáng tạo các biểu cảm của khuôn mặt. Đây, thì ngoài cái control ở đây ra
Thì mình cũng có setup cho các bạn những cái control ở cái bảng này thì nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn rất là nhiều. Ví dụ như đây là control về chân mày, còn đây là control về mắt. Đây, ví dụ như mình lên xuống đi ha, lên xuống đó, các mí mắt nó cũng đi theo luôn, trái phải, đây trái phải đó, các mí mắt nó cũng tự động nó đi theo luôn, thì nó sẽ khá là phù hợp với cho các bạn nào mà sử dụng kiểu chia đôi màn hình á, một bên là camera một bên là nhân vật, thì nó sẽ khá là tiện. Đây là phần má rồi, đây là phần mũi, nè rồi, đây là phần phần mép. Ngoài ra thì có một số các chữ cái cơ bản của nhân vật, ví dụ như A, U, E, O, những cái nguyên âm, những cái phụ âm. Ở đây ví dụ như A chẳng hạn, A, U. Rồi. Thì nhân vật này khi setup, ví dụ như khi các bạn setup mà ví dụ như mở miệng đi. Đây. Mà nó có hơi bị lấn một chút xíu cái hàm ở đây á, thì các bạn có thể là sử dụng cái control này nè. Đó, các bạn có thể đẩy nó xuống, đẩy nó xuống như thế này, là các bạn có thể thấy được cái phần phần răng ở phía phía đây. Rồi, ở đây cái phần lưỡi của chúng ta sẽ có khá là nhiều control, 1, 2, 3, 4, 5 cái control, để cho các bạn có thể tự do biến hóa cái khả năng tưởng tượng của các bạn, ví dụ như xoay lưỡi, chéo lưỡi, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó, đó, thì nhân vật này nó cũng đảm bảo luôn cho các bạn là có thể làm được điều đó. Đó, thì các bạn có thể diễn animation về các kiểu về giọng nói chuyện đó, chứ không chỉ đơn giản là một con thú, ví dụ như một con chó có thể là chỉ có thể là sủa thôi, thì các cái nhân vật này có thể setup cho các bạn để cho nó nói chuyện được. Ví dụ như ở đây có các control về các khóe môi nè, đó ví dụ như nó nhăn, mà nó nhăn kiểu giống như hơi hơi giận dữ đó, ở đây cũng được đó. Cái mép này có thể kéo dài tận lên trên cái phần má luôn. Đây, ví dụ như phần má đây luôn. Đó, thì đảm bảo cho các bạn là có thể diễn được tất cả những cái biểu cảm về nói chuyện đó. Có thể đảm bảo được điều đó. Đây, cái phần này là phần điều khiển về, khi các bạn click vô đây thì nó sẽ chọn, đây là cái bảng về khuôn mặt, về mắt nè, các bạn click vô đây nó sẽ chọn giúp cho các bạn ở bên này đó, mũi, tổng control tổng của cái mũi, ví dụ như thở đi chẳng hạn đó, đây và thở 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 ngửi nè đó, các bạn có thể sử dụng cái control đó để ngửi cũng được. Rồi, đây là control tổng của cái miệng, ví dụ như khi mà nhai chẳng hạn đó, nhai qua lại qua lại qua lại đó, một chút xíu di chuyển thôi cũng được. Rồi, đây là control về mắt, tổng của mắt, ví dụ như lên xuống, nếu mà nhìn theo một điểm nào đó thì mình nghĩ đây là một phương án khá là tốt để các bạn có thể nhìn theo một cái điểm nào đó, và đây là điều khiển từng con mắt, ví dụ vậy. Đây, điều khiển từng con mắt. Rồi, thì với 7 đô la mà các bạn sở hữu nhân vật này thì mình hy vọng là nó sẽ là một cái gì đó, như một cái giá tiền xứng đáng để cho các bạn có thể thực hành những cái animation tuyệt vời trong tương lai. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thích nhân vật này của mình, và trong tương lai mình sẽ làm ra những nhân vật khác có mức độ về hình khối và cũng như là các phụ kiện này này nọ, để cho các bạn có thể sử dụng nó để làm portfolio hoặc là kiếm việc online hoặc sau đó, để cho các bạn có thể thoải mái tự do. Thì ngoài người và thú ra, mình còn có ý tưởng khác đang trong tương lai đang phát triển, và mình hy vọng là nhận được sự hỗ trợ của các bạn về mặt cả về mặt tinh thần và vật chất. Rồi,
Hẹn gặp lại các bạn ở trong các phần video tiếp theo về giới thiệu nhân vật của Việt Anh Animation. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.